Thưa quý vị, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ra công văn khẩn gửi các phòng giáo dục, các trường học thực hiện nghiêm ngặt về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Các trường học cũng đã tuyên truyền hướng dẫn học sinh, phụ huynh phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên thì nhiều phụ huynh vẫn còn lo lắng và trong trường hợp nếu có các khuyến cáo của ngành y tế thì họ sẵn sàng phối hợp với nhà trường để cho học sinh nghỉ học. Đây là buổi học thứ hai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Vinh. Hầu hết học sinh đều có mặt đầy đủ để học tập. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng đồng tình cho con em nghỉ học dài ngày để phòng chống dịch bệnh khi có khuyến cáo của ngành y tế cụ thể về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Nếu như mà có những cái thông tin mà bắt buộc các cháu phải nghỉ học ấy, thì cá nhân tôi là phụ huynh của cháu thì chúng tôi cũng đồng quan điểm với cái việc đấy để đảm bảo trước hết là quan tâm hàng đầu chúng tôi vẫn là liên quan đến sức khỏe của cháu. Nếu như các cháu bắt buộc phải nghỉ học trong một thời gian dài ấy, thì trong quá trình tương tác giữa các bậc phụ huynh với phụ giáo viên ấy, với nhà trường là liên tục để đảm bảo rằng là các cháu trong quá trình nghỉ học ở nhà thì vẫn luôn luôn cố gắng là bám sát các lịch học cũng như coi như là bình thường của các cháu để đảm bảo khi các cháu quay lại lớp thì cháu vẫn tiếp tục học như bình thường. Được biết, sau khi có công văn khẩn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, hầu hết các trường học trên địa bàn đều triển khai và thực hiện nghiêm túc về công tác phòng chống dịch bệnh virus corona. Công tác tuyên truyền và thông tin về dịch bệnh corona đã được nhà trường phổ biến đến toàn phụ huynh, học sinh. Y tế của trường cũng đã cập nhật các cái thông tin và các cái bài truyền thông. Thì sau thời gian đó thì chúng tôi cũng yên tâm hơn. Và nếu như mà bắt buộc phải nghỉ học á, theo công văn của phòng hoặc là sở thì chúng tôi thì cũng phải cho cháu nghỉ học. Hy vọng rằng là trường sẽ làm tốt và y tế các trường và cấp trên sẽ chỉ đạo và quan tâm để chúng tôi sẽ cho con yên tâm ra học tại trường. Phụ huynh của trường học đấy cũng lo lắng chung với tất cả phụ huynh như các trên các địa bàn khác ở trong nước khi có cái dịch bệnh được là thông báo thì nhà trường sẽ có cái kế hoạch là dạy bù bài để là học sinh được là tiếp thu cái kiến thức một cách đầy đủ để cho phụ huynh an tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng yêu cầu trường hợp học sinh có biểu hiện sốt, nghi dịch bệnh nếu cần thiết sẽ cho nghỉ học. Nhà trường và phụ huynh phối hợp đưa con em đến cơ sở y tế khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Đồng thời có kế hoạch để dạy bù, học bù, đảm bảo đúng chương trình học cho các em. Làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi phụ huynh, mỗi học sinh hiểu được và thấy được cái tác hại của cái dịch virus corona. Và đồng thời, tức là từ đó để có các cái biện pháp phòng tránh một cách hiệu quả nhất, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để là thường xuyên theo dõi. Và đặc biệt là những cái em mà có các cái triệu chứng là cảm hay là ho, cần thiết có thể cho các em nghỉ và tìm các cái cũng như là xây dựng kế hoạch để mà dạy bù cho các em để tránh trường hợp là các em nghỉ lại ảnh hưởng đến cái việc học tập. Để chủ động phòng chống dịch, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tiến hành vệ sinh, sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh bếp ăn, phòng học, khu vực vệ sinh chung, hướng dẫn học sinh, phụ huynh về cách sử dụng khẩu trang đúng cách, với tinh thần không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trong trường học.